Vâng em Việt Radio, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop Việt Trần Và ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn Ấn một nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông Là quý vị và bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh Và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất em hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn Và video ngày nay Việt hân hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn Sản phẩm là chiếc đầu CD Sony Sony 35 ESG và đây là một sản phẩm hàng bơ sản phẩm này là một sản phẩm mà em mua lại của anh em người chơi và không còn nhu cầu sử dụng thì em đã nhập lại phục vụ quý vị và bạn vì vậy nên mức giá hiện tại của em nó cực kỳ tốt với hình thức phía trước rất là đẹp nguyên bản không hề có dấu vết hay là chảy chuột cũng như hai hồi gỗ còn đẹp zin và nguyên bản À, mức giá thì lại rất là tốt để quý vị và bạn trải nghiệm. Và đây là một trong những sản phẩm em từng bán ra cho anh em chơi và em vẫn hỗ trợ anh em nhập lại và giao lưu cùng quý vị và bạn. Và chiếc đầu này thì hiện tại với mức giá hàng bãi ở mức giá khoảng 11 đến 12 triệu đồng. Tuy nhiên à, bỏ ra một số uh, đầu tư rất là tốt hiện tại lại sở hữu được chiếc đầu Sony 35ESG tình trạng nguyên bản, tất cả và hoạt động hoàn hảo luôn. Và em vẫn hỗ trợ quý vị và bạn à, máy móc phần cứng à, vẫn bảo hành và mắt đọc thì em vẫn bao test cho quý vị và bạn sử dụng yên tâm trải nghiệm. Và đây là một trong những dòng sản phẩm bền lành nhất của Sony. Những series như là à, 555 SG, 777 SG là những model bán chạy nhất của Sony với thiết kế đối xứng khai địa chính giữa cùng như quý vị và bạn quan sát thấy hai hồi gỗ piano hai bên đối xứng và mặt sẽ là mặt gôn có thể kết hợp cùng nhiều dòng âm ly đặc biệt phối hợp cùng các dòng âm ly như Acoustic 305 rồi là 303X các dòng âm ly đời cổ thì đây là một sự lựa chọn hợp lý cho quý vị và bạn và đặc biệt hiện tại chỉ cần bỏ ra mức đầu tư là 9 triệu đồng quý vị và bạn sẽ sở hữu Sony 555 ESG tại về Radio và như quý vị và bạn quan sát thấy em chỉ cần buông tay thôi. thì quý vị và bạn đã nhận thấy là chiếc đầu đã nhận ngay mắt và hoạt động rất là trơn tru và mượt mà cho chiếc đầu CD Sony 35 ESG này. Và Sony 35 ESG là một trong những model mà thiết kế đẹp, chất lượng âm thanh hợp lý và mức giá hiện tại chỉ 9 triệu đồng thôi thì là một mức giá quá tốt để quý vị và các bạn trải nghiệm Sony 55 eg rồi và mắt đọc thì em vẫn bao test check cho quý vị và bạn thoải mái zin nguyên bản và em đã mở sẵn ốc để mời quý vị và bạn cùng em quan sát hình thức bên ngoài trước sau đấy em sẽ à, mở nắp ra hai bên hồi gỗ cũng còn rất là đẹp để quý vị và bạn chơi và em đã mở sẵn ốc để giới thiệu cho quý vị và bạn ruột gan bên trong Ruột gan bên trong của Sony 555ESG thì đều được mạ đồng Và cực kỳ sáng và đang còn nguyên bản rất đẹp Để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm Rất là phù hợp và hợp lý với mức giá đầu tư chỉ 9 triệu đồng Cho một sản phẩm à, tại Viettel New hiện tại Và chiếc đầu này có một điều rất hay là khi quý vị và bạn kết nối like out thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được volume ở trên điều khiển từ xa nếu quý vị và bạn sử dụng khi quý vị và bạn kết nối thì chúng ta sẽ có hai đường giờ xe ao ở phía sau và tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị và các bạn sẽ lựa chọn và hồi gỗ cũng rất đẹp và nguyên bản luôn để quý vị và các bạn cân nhắc trước đầu Sony 35 năm ESG hàng bờ và đang còn nguyên bản đẹp tại Việt Trường Audio Với mức giá chỉ 9 triệu đồng thôi ạ Và mọi nhu cầu mua sắm Xin mời quý vị và bạn liên hệ với em Hoặc qua trực tiếp Việt Trường Audio tại Hà Nội Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn Ở những video tiếp theo Xin chân thành cảm ơn